Và đây là món gà chiên giòn sốt me. Với món này thì các bạn có thể là mình ăn chơi hoặc là mình ăn với cơm đều rất là ngon nha. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món gà chiên giòn sốt me, hay còn gọi là gà sốt me. Về nguyên liệu ở đây mình dùng một con gà này là khoảng 1,1 kg, khoảng 2 muỗng canh tỏi ớt băm, và me khoảng 70 g. Me này là do người thân ở nhà mình cho đó các bạn. Loại me này người ta không có ướp muối nên mình bảo quản ở trong ngăn đá của tủ lạnh. Nếu như các bạn mua me ở ngoài thì các bạn nhớ là khi nêm nếm mình bớt muối đi nha, tại me ở ngoài thì người ta thường cho muối vào để bảo quản được lâu á. Gà này thì bây giờ mình sẽ cắt ra thành những miếng vừa ăn nha, để mình ướp. Nếu như không có tìm được gà nguyên con thì các bạn dùng cánh gà hoặc đùi gà làm cho món này cũng được. Do cái này một hồi mình ướp mình sẽ chiên nên mình sẽ không ướp đường vào nha các bạn. Nửa muỗng cà phê bột ngọt, khoảng nửa muỗng cà phê tiêu. Mình sẽ cho vào đây là khoảng 1/3 muỗng canh sa tế. Sa tế này ở nhà mình làm đó. Các bạn nếu như muốn tự tay làm thì có thể vào kênh và tìm xem nha. Hoặc mình sẽ để đường link ở phần mô tả. Mình thêm ít dầu màu điều cho nó đẹp màu. 1 muỗng canh dầu hào. Dầu hào các bạn dùng loại nào cũng được hết nha. Dầu hào thì nó có tính mặn rồi, do đó là các bạn nếu như mà ướp muối hoặc hạt nêm thì các bạn nên bớt lại. 1 muỗng cà phê hạt nêm. Mình sẽ cho vào đây một chút xíu bột ngũ vị hương thôi các bạn. Khoảng một đầu đũa thôi. Tí ti thôi, nhiều quá nó sẽ nồng mùi lắm. Chút xíu như thế này. Khoảng 1 muỗng cà phê bột tỏi. Nếu như không có bột tỏi thì các bạn dùng tỏi tươi nha, tại mình muốn dùng bột tỏi đằng khi mình ướp nó đều hơn các bạn, với lại khi chiên thì nên ướp bột tỏi. Mình sẽ cho vào đây thêm một ít hỗn hợp thảo mộc. Hỗn hợp thảo mộc thì các bạn có thì cho vào nha, cho nó thơm. Đây mình sẽ cho các bạn xem cái thành phần lá ở trong đây. Cái này mình mua ở siêu thị Vinmart á, các bạn có thể là tìm mua nha. Có thì mình cho vào khoảng nửa muỗng cà phê hoặc là hơn một chút. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên và ướp trong khoảng là 15 phút, ít nhất là 15 phút. Nếu như ướp lâu hơn thì các bạn phải cho vào ngăn mát tủ lạnh để giữ cho thịt gà được tươi ngon. Thịt gà sau khi mình ướp xong rồi, bây giờ mình sẽ cho bột bắp vào nha các bạn. Bột bắp thì mình cho vừa phải thôi, chủ yếu mình cho miễn nó áo đều được rồi, không cần phải nhiều. Vài muỗng canh là được rồi các bạn. Cho vào mình thấy nó sạch sạch là được. Như vậy là được nha các bạn. Chủ yếu là khi mình cho bột bắp vào nó sẽ làm cho gà mình giòn, với lại những cái phần mà gia vị nó sẽ không có bị trôi đi. Trong lúc mình chiên nó sẽ được giữ lại, lớp bột nó sẽ giữ lại cái phần gia vị.
Tiếp theo thì mình sẽ đi chiên gà. Dầu nóng thì mình cho vào mình chiên và mình sẽ chiên với lửa lớn nha. Mình chiên cho nó vàng giòn rồi mình lấy ra. Cái nào vàng là mình sẽ gấp ra. Gà mình đã chiên xong rồi nè các bạn, vàng giòn rất là thơm. Và tiếp theo thì mình sẽ đi làm cái phần sốt nha. Mình cho vào chảo một ít dầu ăn để mình phi phần tỏi ớt. Tỏi giờ nó bắt đầu vàng rồi nè, mình sẽ cho nước lọc vào, một ít nước lọc để mình nấu cái phần sốt me. Mình cho hết phần me vào luôn. Mình để lửa lớn nha các bạn. Cho vào đây 2 muỗng canh tương ớt. Khi nó sôi rồi các bạn hạ xuống lửa vừa nha, mình cho vào đây là 2 muỗng canh đường. Mình sẽ nêm cái phần sốt này hơi mặn mặn ngọt ngọt. 2 muỗng canh nước mắm. Phần me hôm nay mình dùng hơi nhiều các bạn. Các bạn có thể là mình bớt lại nha. Nên mình sẽ nêm vào đây 1 muỗng canh đường nữa. Và 1 muỗng canh nước mắm. Nếu như bạn nào mà không thích chua quá nhiều thì mình bớt me lại. Me khi mà các bạn lấy đủ cái độ chua rồi đó, các bạn có thể mình vớt ra bỏ bớt một ít, mình chừa một ít lại cho nó đẹp nha. Nếu thích chua nhiều như mình thì các bạn dùng lượng me như của mình như vậy. Còn nếu như không thích quá chua thì dùng khoảng 30g me là được, là phân nửa công thức thôi. Mình sẽ nấu cho cái sốt này nó keo lại mình mới cho gà vào nha. Cái sốt của mình nó bắt đầu nó keo lại nè các bạn. Nó nhuyễn chậm chậm như vậy là được rồi. Rồi mình sẽ cho gà vào nha. Mình sẽ dặn lửa lớn lên. Mình trộn đều. Rồi nó phủ đều như vậy là được rồi nè. Đó nó ráo rồi nè. Rồi mình sẽ tắt bếp. Như vậy là xong rồi nha. Món gà chiên giòn sốt me mình đã trình bày ra rồi nè. Màu sắc rất là đẹp các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Món của mình thì nó sẽ chua chua, ngọt ngọt và hơi mặn mặn một chút. Ăn rất là ngon các bạn. Rất là lạ miệng. Và mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công với món này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.